sưng quá rồi, quá đúng lần đầu ạc chưa, đúng lần đầu ạc rồi, còn đây thì cũng vậy. Hai ông này thì mới gặp đây, ông này mới gặp chừng 15 năm rồi, sao khỏe không? Yến. Thôi giờ mình ăn sushi uống chát trắng trước đi ha, rồi xong rồi lát ăn kia uống chát đỏ được không? Nhưng mà người còn bản uống gì thì có cái xì không sao, mấy uống gì biết tôi uống cái đó không được, dễ rượu lắm. Phải có đúng lượng, đúng lượng đàng hoàng nữa. Làm mình uống làm bao nhiêu ly cocktail? Đàn bà uống được không? Được chứ. Nên trên 5-6 ly gì đó. Cho mai uống đi. 6 ly. Sáu ly. Cái rượu anh đang làm là rượu gì đó? Martini. Martini. Bây giờ sẽ làm 6 ly. Ông Sơn ghi và Yến 1 ly. Kế em pha chế rượu anh Sơn. Tại vì Cái plơ này có phải plơ methylene nó bổ không? Dạ, methylene uống vô là nó bật nguyên cả người. Rượu này có gì mà sao có cái ông này đẹp thế? Cái chai đẹp ha. Tính à, tính à, nó mới là rượu chát nó là số 1. Tính đường mấy đâu tao tao thì thôi tao tả tóc thì sao tao tính cạo đầu luôn. Tóc nhìn đi thấy chập chánh tắm tính đi tu luôn, tính đi tu hai tăng hai lớn thôi. Mày là tới ba cậu anh trai. Em là lùng nhất trong bọn. Bắc Mỹ. Rồi đang lấy ra luôn. Rồi 1 2 3. Đẹp quá, ba cậu cậu nào cũng đẹp trai hết. Ba nó áp tay cho chị mẹ ha. Mấy tuổi? Mấy đứa nhỏ thôi. Thằng 18 mà. Thằng Út thôi. Rồi Mỹ thử một chút coi. Mày thử thêm ly nữa không? Thêm. Ủa, vậy là xong rồi hả? Lát vậy là xong rồi hả? Rồi thôi, thử thôi. Đủ gì vậy mày? Sao mày giống Thôi xin mời người chút. Mày ngon hay không? Dạ mời anh chị. Cầm chụp lên, cầm chụp lên. Mày cầm đi. Mày cầm đi nhiêu? Dạ. Dạ, dạ. Kính quý vị biết. Đây, ly của Mai đây. Dạ, em. Khoan. Xây lại cầm đưa lên nha chứ. Đây này, quên đi, quên đi. Okay. Quên đi đưa lên nè. Anh hai chụp đi, anh hai chụp. Ba mười mấy năm rồi. Mấy ly chai rượu này xuống. 36 năm rồi. Bỏ tay xuống đó. Sát chiều chút đi. Em đưa lên đi. Anh che cái khóa rồi. Chụp đi Cũng đỏ mặt à. Lại mấy tiếng rồi. Chị ở Sài Gòn.
Ok. Anh chị xem thì mình sẽ tính sau. Ok, thôi xin mời. Thì mình uống qua cái làm hết đó đi rồi đổi qua cái này thì cho nên uống suy. Dạ không đây thì đem ly lên chảnh ăn luôn. Lên chảnh ăn. Những người biết đường thì không dám nói nữa tại vì plan lỡ rồi. Tụi tao có vấn đề là bây giờ tao cảm ơn, bây giờ tao muốn đi nhiều, tao ngồi tao nghe không, tao không biết gì cho không. Tao nói thiệt với mày á, giờ cũng nói thiệt luôn, tụi tao muốn đi nhiều nhưng mà cái Washington ít quá cho nên tụi tao phải tính toán coi không. Nếu mà mình plan cho kỹ đó tao nói mày nghe, tốn thêm 100 mà lợi 2 ngày. Thay mà nó cũng không phải tốn 100 nữa. Nào bây giờ lấy này tiện việc cái nè, Calgary cách Vancouver 1 tiếng đồng hồ máy bay. Tụi bay đi từ Montreal hay Toronto bay 3 về rồi Calgary ông ngà lên trển nước phải tốn không? Mày đi vòng hết luôn không có tốn tiền, tiền máy bay rẻ hơn nữa. Rồi đó mày thấy không? Immigration Canada rất là đẹp. Lịch sử của mấy người Mỹ đâu, mấy người Mỹ là mấy thằng chó nó tự đâu. Nó có đây có thằng Mỹ đó. Ông Mỹ đi đây đây. Nó không phải nói dân Mỹ. Không phải hút qua tay. Chắc mấy người ăn ớt được hết một cây. Cho cây, thịt cây vô. Nó gồm có cái gì mà tiêu hả? Hột cải. Ông cầm cái gì đỏ đỏ, ớt hả? Cái này ớt. Ông bóp về tay ông nó cay sao? Wow. Lá đó lá gì? Lá thơm. Lá thơm mà cà ri á. Mày thấy nó rất là bình an, không có bon chen. Em ơi lấy cho anh thêm dầu em ơi. Lấy à, rồi anh lấy cho ba dầu con. Lấy chung cuối cho ba luôn. Cũng như cái ngành của tao là immigrant settlement and adaptation của refugee immigrant. Mỗi lần mà qua Mỹ là tao chửi nó. Ban đầu nó nói phải theo nó mới được, tao nói nào mày, tao nói cho mày biết. Cái bài học của tụi bay giữa Mỹ đen với Mỹ trắng tới bây giờ hơn 100 năm bay chưa settle thì đừng có dạy Canada làm sao phải settle với immigrant and refugee. Mà tại tao làm nhiều project chung lắm mà tụi nó biết, mấy thằng giỏi nó biết hết trơn á. Giống như Dương Năng vậy đó, mày gặp Dương Năng biết Dương Năng với tao làm việc rất là nhiều. Thằng sếp của ông Dương Năng đó, nó còn nói tao mày phải thay đổi chuyện Canada mới được, chứ mày không làm gì được. Tại vì tao trong cái advisory council của chính phủ Canada nên nó cái immigration Canada policy là the gì, best, không đổi gì nữa hết. We are the best here, don't compare with us.